Anh Cường này, ngày hôm qua thì tôi có ra chợ ở gần nhà để có thể mua thực phẩm về chế biến bữa ăn trong gia đình, và như thường lệ thì tôi cũng rất là hay mua thịt lợn. Tuy nhiên là khi mà cầm 200 nghìn đi ra đến chợ thì không mua được là bao nhiêu, bởi vì là gia đình tôi có 5 người và muốn mua nửa cân thịt lợn thì đã mất hơn một nửa số tiền đó rồi. Bởi vì bây giờ không biết là anh có nắm được rõ không, chứ nếu như mà anh ra chợ mua một cân thịt lợn nó sẽ rơi vào khoảng 160 nghìn cho đến 180 nghìn đồng. Còn nếu như mà anh vào siêu thị thì chắc là nó phải lên đến hơn 200 nghìn cơ. Dạ vâng ạ, rõ ràng là với cái mức giá rất là đắt đỏ như thế này thì những cái bữa ăn của chúng ta, những cái món ăn yêu thích ngày thường, nào là bún bò giò heo nè, bánh bột lọc nè, bún mắm nêm, bún thịt nướng, và kể cả là chè bột lọc thịt heo nữa, đã vơi bớt đi những cái miếng thịt heo to dày đầy quyến rũ thị giác và vị giác của chúng ta rồi, đúng không thưa quý vị? Vì giá thịt heo đang quá đắt đỏ. Thịt heo từ xưa vốn là một cái thực phẩm chế biến ra nhiều món ăn truyền thống trên mâm cơm của người Việt Nam. Vậy mà dạo gần đây nhiều gia đình đã phải cắt giảm nè, và tôi được biết là nhiều gia đình còn thay thế bằng nhiều loại thực phẩm khác như là thịt gia cầm hay là cá hay là trứng nữa chị Ngọc Trâm ạ. Vâng, gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ đâu ạ. Tuy nhiên thì tôi cũng được biết là gần đây trên thị trường cũng đã xuất hiện thêm một loại thịt lợn mới, đó là thịt lợn nhập khẩu, mà giá của nó thì cũng sẽ rẻ hơn khoảng 40% so với thịt lợn trong nước. Thì không biết là anh Cường đã có cơ hội thưởng thức Thật cái sự thịt lợn là nhập chúng khẩu ta chưa? cũng biết được cái thông tin này về thịt lợn nhập khẩu, nhưng mà thú thật là đối với một người tiêu dùng, tôi là nam giới nên cũng rất là dễ dãi trong cái việc sử dụng, nên cũng không có cơ hội mà để tìm mua đâu, bởi vì tôi nghĩ là không phải chỗ nào cũng có cái loại thịt này để bán. Và theo tôi được biết đó nha, chỉ có một cái số hệ thống siêu thị lớn, những cái siêu thị nào nào mà có thịt lợn nhập khẩu mà họ nhập về nhiều á, thì mới còn hàng để mà cho người tiêu dùng như tôi đây hoặc là nhiều người khác bận rộn sử dụng thôi. Với công việc bận rộn như mình thì không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thời gian đến những cái siêu thị để mà chọn lựa được. Và thông thường thì bản thân tôi, và tôi biết rằng rất nhiều người tiêu dùng của chúng ta, chỉ là ghé những cái khu chợ gần nhà hay là những cái hệ thống siêu thị nhỏ gần nhà để mua thôi, thì rõ ràng lúc này cái kênh tiếp cận với thịt lợn nhập khẩu là không có. Vâng, đúng như anh Cường vừa nói, tôi thì tôi cũng đã được một vài lần được ăn thịt lợn nhập khẩu rồi, và tôi cũng biết là thịt lợn nhập khẩu đang được bán trong những hệ thống siêu thị lớn. Tuy nhiên giống như tôi ngày hôm qua, đang ở nhà thì không thể nào mà đi ra siêu thị lớn để mua được, nó rất là bất tiện, nên là tôi vẫn chấp nhận là đi ra chợ và mua với cái mức giá cao hơn. Tuy nhiên là tôi cũng được biết là nhiều người tiêu dùng cũng đã được tiếp cận với thịt lợn nhập khẩu tại các hệ thống siêu thị này rồi, và họ cũng có những cái phản hồi khá là tích cực. Vậy liệu rằng với những phản hồi tích cực như vậy thì thời gian vừa qua giá thịt lợn nhập khẩu đã được điều chỉnh như thế nào, cũng như là thịt lợn nhập khẩu đã tiếp cận với thị trường bán lẻ như thế nào, và quan trọng nhất là với mức giá như vậy thì liệu rằng là chất lượng của thịt lợn nhập khẩu có đi đôi với giá cả hay không? Vâng, là những băn khoăn của chị Ngọc Trâm cũng là những băn khoăn của chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng là đa phần người tiêu dùng của chúng ta cũng sẽ đặt ra những cái nghi vấn như vậy. Chính vì thế mà chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Vũ Vinh Phú. Xin được giới thiệu, ông là nguyên chủ tịch của Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, để chúng ta cùng bàn luận, cùng chia sẻ với những vấn đề, những câu chuyện tiêu dùng, đặc biệt là liên quan đến câu chuyện thịt lợn, một cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng rất nóng trong khoảng thời gian vừa qua, đúng không ạ? Và trước khi mà đến với phần chia sẻ của ông Vũ Vinh Phú thì chúng tôi mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây để chúng ta thấy được là người tiêu dùng phản hồi như thế nào về thịt lợn nhập khẩu mà tôi và chị Ngọc Trâm vừa điểm qua. 5 lần một tuần, chị Hà lại sử dụng thịt lợn nhập khẩu để chế biến cho bữa ăn của gia đình mình. Thói quen này đã được chị Hà duy trì khoảng hơn một tháng nay. Theo chị Hà, với giá chỉ 140.000 đồng cho 1 kg thịt và 119.000 đồng cho 1 kg sườn là rất phù hợp với mức thu nhập bình quân của đa số người tiêu dùng Việt hiện nay. Hơn nữa, nếu mua tại các cửa hàng uy tín thì chất lượng của thịt lợn nhập khẩu không khác biệt nhiều so với thịt trong nước. Kể cả khi luộc ấy thì nước rất thơm, mà rán, chiên rán cũng rất thơm. Công việc bận rộn hay nhiều khi là không kịp đi siêu thị thì có thể lấy thịt có sẵn trong tủ để chế biến ngay. Thế nhưng, bộ phận người tiêu dùng có phản hồi tích cực về thịt lợn nhập khẩu không nhiều. Nguyên nhân do thói quen sử dụng thịt ấm của người tiêu dùng Việt rất khó bỏ. Và với họ, thịt lợn nhập khẩu dù thế nào cũng không thể ngon bằng thịt lợn trong nước. Buổi sáng mình đi mua thì thịt người ta tươi sống, thì tôi nó nóng thì thích hơn là cái thịt đông lạnh. Thịt đông lạnh ấy thì về chúng tôi là phải là giã đông, cho nên nó làm nó lâu hơn. Thực phẩm mà mua sẽ dùng luôn ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó tươi ngon mà ăn nó sẽ ngọt hơn. Còn thực phẩm mà cấp đông lâu rồi thì mình sẽ cảm thấy là nó sẽ mất đi chất dinh dưỡng, nó không còn được tươi ngon nữa. Chế biến lích kích không phải là thịt tươi mới giết mổ là lý do khiến đa số người tiêu dùng không mặn mà với loại thịt này. Hơn nữa, tâm lý người tiêu dùng vừa sử dụng thử vừa nghe ngóng, hoài nghi về chất lượng cũng khiến loại thịt này vẫn khá vắng bóng tại thị trường bán lẻ.
Tôi xin được hỏi ông Vũ Vinh Phú câu đầu tiên ạ. Bởi vì sao mà với cái lợi thế về cái giá, phải gọi là có một cái sự chênh lệch rất lớn so với cái giá thịt lợn truyền thống của Việt Nam trên thị trường hiện nay, nhưng mà cái kênh phân phối nó lại không có nhiều, và đối với thị trường bán lẻ, những người muốn sử dụng như tôi lại khó tiếp cận đến như vậy ạ? Trước hết mình nói tại sao thịt lợn nhập khẩu chưa tiếp cận nhiều với người tiêu dùng, có mấy nguyên nhân này. Thứ nhất là lượng nhập về còn ít. Chính phủ chỉ đạo như thế là trong tháng 4, ấy, tháng 5 phải nhập khoảng 100.000 tấn. Thì như thế đến hiện nay mới có khoảng 5.000 tấn về thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi quan sát trên thị trường. Chợ thì đã không bán được rồi, vì không có tủ cấp đông. Còn siêu thị chỉ lác đác những siêu thị lớn thôi. Siêu thị nhỏ không bán được. Thậm chí có những siêu thị bán nhưng mà tôi cảm thấy rất hờ hững. Trong 40 khay thịt nội thì chỉ có 3 cái khay thịt nhập thôi. Chả ghi, chả niêm yết gì cả. Nhìn mãi có khi đeo một kỉnh, có khi mới nhìn thấy thịt lợn nhập. Một cái tem bé con ở đằng sau. Một vấn đề nữa là phải nói tâm lý tiêu dùng người ta cũng chưa mặn mà. Đa phần tôi quan sát ở quầy siêu thị Lotte thì họ chọn thịt tươi là chính. Còn cầm cái khay thịt nhập khẩu lên, họ lật đi lật lại, họ thả xuống. Vì thế này, nói thật về cảm quan thịt nhập khẩu cũng là cái màu sắc hình thái nó cũng không thể đẹp bằng cái thịt kia. Mặc dù giá nó chênh mấy chục nghìn một cân ấy. Vâng ạ, à, tôi thì thấy một cái nguyên nhân nữa chúng ta cũng cần phải kể đến, vì sao mà người tiêu dùng của chúng ta hay đổ lỗi là vì người tiêu dùng chúng ta có thói quen tiêu dùng trước giờ thích sử dụng thịt tươi, nhưng mà nhiều người tiêu dùng thì cũng có phản hồi lại với chúng tôi rằng là đa số thịt nhập khẩu á, cái phần của con lợn á, nó không có được ngon khi mà nhập về Việt Nam. Đa số là cái phần xương hay là chân giò hay là thịt vai, những cái phần đó, nghĩa là những cái phần không ngon thì họ mới nhập khẩu về đây họ bán. Vậy liệu chăng rõ ràng cái nguyên nhân tiềm ẩn khiến cho người tiêu dùng cũng e dè hơn với thịt lợn cũng xuất phát từ chính những cái nhà nhập khẩu của chúng ta hay không? Chúng ta không có chọn lựa được cái mặt hàng đúng tốt là nhập như khẩu vậy về. Thì chủng loại thịt khẩu không phong phú. Ra thịt tươi ngoài chợ chúng hoặc là ở siêu thị chúng ta rất nhiều loại chủng loại. Sườn, rồi thịt vai, thịt mông sấn, phải không ạ? Rồi thổ, tất cả các loại chúng ta đều có. Nhưng mà cái thịt lợn mà nhập khẩu đúng như bạn nói là cái chủng loại là hạn chế. Chủng loại hạn chế vì bên họ xuất theo ý của họ. Mình nhập thì mình nhập. Chứ không phải là mình bắt buộc nhập như thế này. Rõ ràng là tìm hiểu thị hiếu nhu cầu tiêu dùng của nội địa về thịt nhập khẩu cũng chưa đầy đủ. Phải có tính chọn lọc nữa, anh đúng phải không có tính chọn lọc, anh có quyền mua quyền bán. Chứ không phải anh thụ động ở trong cái này, mà thụ động thì như thế là tiêu thụ chậm. Và ảnh hưởng ngay lợi nhuận của anh thôi. Vâng, và rõ ràng là còn một cái khía cạnh khác để mà người tiêu dùng họ cân nhắc là có nên dùng thịt nhập khẩu hay không, hay là vẫn tiếp tục sử dụng thịt trong nước là ở cái vấn đề dinh dưỡng của cái dòng thịt nhập khẩu này. Bởi vì là nhiều người cũng e ngại là sau những cái quá trình cấp đông này, xong lại phải giã đông như thế thì đúng rồi, thì sẽ sợ là cái hàm lượng dinh dưỡng trong thịt sẽ bị mất đi, nên là cũng rất là e dè khi mà sử dụng cái loại thịt này. Có phải như vậy hay không? Đúng như vậy. Thịt lợn nếu mà đi tàu nó phải hàng tháng. Đi tàu hỏa hay là đi tàu biển ấy, chứ không phải đi máy bay thì giá cước không chịu nổi. Thì như thế là quá trình đó nếu anh không bảo quản tốt, ngay trong tâm lý tiêu dùng người ta đã có vấn đề. Cái thứ hai nói thật nhé, cái tính cầu thả ở trong cái chuỗi vận chuyển, bảo quản, bán ra của mình còn kém lắm, cho nên người ta chưa tin tưởng. Tôi biết là khi mà những cái loại thịt đã đông lạnh đó, khi mà được nhập khẩu về đây thì để mà đã đông thì đúng chuẩn đúng cách đó là phải có một cái quy trình. Những người tiêu dùng nếu như mà chúng ta không biết được điều này thì chúng ta sẽ đã đông sai cách, và từ đó giá trị dinh dưỡng cũng sẽ mất, đúng không chị? Đúng rồi ạ. Bởi vì là cũng có rất là nhiều người họ có nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng khi mà giã đông, và trong số đó thì nhiều người chọn cái cách là sẽ ngâm vào một trong chậu nước. Giã đông là phải theo quy trình. Tức là thịt lợn về từ âm 18 độ thì phải để ra ngoài không khí bình thường một thời gian, sau đó đưa vào lò vi sóng theo chế độ giã đông, chứ không phải ngâm thịt vào nước nữa. Không phải. Hoàn toàn làm như thế là không ổn. Và rõ ràng từ cái hình ảnh đó dẫn tới vấn đề chất lượng không đảm bảo là tất nhiên. Tôi thấy là sự chia sẻ của chuyên gia Vũ Vinh Phú khiến cho chúng ta thấy là dường như là cái việc mà sử dụng thịt lợn nhập khẩu của chúng ta có phần lít kích hơn thịt tươi, đúng không ạ? Lít kích chứ. Dạ vâng ạ. Xong không phải là cũng không có ưu điểm đâu ạ, chị Ngọc Trâm. Theo tôi tìm hiểu đó nha, thì thịt nhập khẩu được phân phối ra thị trường Việt Nam thì trải qua rất là nhiều những cái khâu kiểm dịch chất lượng nè. Ví dụ như là khi về cảng thì sẽ được lấy mẫu kiểm dịch 100%. Tuy nhiên ở phần trước á, chị Ngọc Trâm có nói rằng là cái việc mua thịt lợn nhập khẩu không dễ dàng chỉ vì một số ít hệ thống siêu thị đang phân phối là thịt này. Điều đó cũng rất là đúng, nhưng chỉ đúng với các cơ sở uy tín thôi ạ. Bởi vì thịt nhập khẩu còn được bày bán tràn lan trên mạng xã hội hiện nay. Tôi đơn cử như thế này,
chị chỉ cần lên mạng xã hội Facebook hay những cái trang mạng xã hội lớn hay là Google, chúng ta chỉ cần bấm thịt lợn nhập khẩu, chúng ta có thể dễ dàng order, và từ đó rất nhiều những cửa hàng ở trên mạng họ có thể ship đến nhà của chúng ta. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Cường, bởi vì là chỉ cần gõ cái từ khóa là thịt lợn nhập khẩu thôi là đã có rất là nhiều những cái kết quả tìm kiếm, và rất là nhiều tài khoản Facebook hay là Zalo họ đã đăng bán cái loại thịt này. Tuy nhiên điều mà tôi đang rất là băn khoăn bởi vì là không biết là chúng có được công khai với cái mức giá rất là khác nhau. Nơi thì lại bán rất là rẻ này, khoảng từ 80.000 cho đến 90.000 đồng 1 kg thôi. Và nơi thì khoảng là 100.000 đồng 1 kg thịt. Và có nơi thì còn chênh lệch hơn thế nữa, từ 20 cho đến 30.000 đồng chẳng hạn. Thì thật sự rất là loạn giá, không biết là ở đâu họ mới bán những cái loại thịt chất lượng và tin tưởng. Và quan trọng nhất là nhiều người tiêu dùng khi mà đặt hàng online thì cũng không biết được rằng là cái chất lượng của chúng ra làm sao, không biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu để mà từ đó chúng ta có thể quyết định là có mua cái loại thịt này về để dùng hay không. Nếu như là tôi thì tôi sẽ căn cứ vào nơi nào giá cao hơn cho có chất lượng hơn. Băn khoăn của chị Ngọc Trâm cũng chính là băn khoăn của đa phần người tiêu dùng hiện nay đó ạ. Có lẽ là chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây về thị trường thịt lợn nhập khẩu online xem là đang có sự biến động như thế nào quý vị nha. Chỉ cần mở mạng xã hội Facebook và gõ cụm từ thịt lợn nhập khẩu, người dùng có thể nhận được hàng loạt kết quả về các nhóm và bài đăng bán hàng thịt lợn nhập khẩu từ Nga, Canada, Úc với giá cả phong phú, giao động từ 85.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Thậm chí, cùng một loại thịt lợn nhưng mỗi nơi báo một giá khác nhau, chênh tới 10.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Thông qua số điện thoại được đăng trên Facebook, một trong những chủ cửa hàng lý giải cho sự chênh về giá mặt hàng này. Thịt mà người ta để lâu ngày thì là giá nó sẽ thấp, còn nếu mà để hàng mới xét xong rồi để đông lạnh thì giá nó sẽ cao. Hàng đông lạnh bên này thì bọn em chỉ nhập cái hàng loại 1 thôi, thì là giá đông lạnh thì nó sẽ đổ từ 90 đổ lên, còn nếu như mà cái hàng loại 2, loại 3 thì nó chỉ tầm khoảng 6x 7x thôi. Nếu như mà cái thịt ấy, nói chung là bây giờ nếu mà mình phân biệt thì rất là khó. Giá cả khác nhau được chủ trang mạng này lý giải là do sản phẩm thịt lợn nhập khẩu có nhiều chủng loại. Thế nhưng với những người tiêu dùng như chị Nhị, để phân biệt được sản phẩm loại 1, loại 2 hay loại 3 là điều không hề đơn giản. Chính vì thế, mặc dù giá của thịt lợn nhập khẩu trên thị trường online bán rẻ hơn so với siêu thị, nhưng chị vẫn lựa chọn siêu thị là nơi tin tưởng trong thời điểm sản phẩm này còn tương đối mới mẻ. Ở trên mạng thì chị cũng có tìm hiểu, không nhưng cũng tùy chỗ thôi. Có chỗ thì chị thấy là bán rẻ hơn, 130, 120. Nói chung là giá nó lung tung, chị cũng muốn vào siêu thị mua thì nó chắc là nó yên tâm hơn. Mà do cái mình không biết được rõ cái nguồn gốc xuất xứ của họ ấy, nên là thấy ra mình mua mình cảm thấy là không yên tâm. Còn tại công ty xuất nhập khẩu Hương Việt, doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thịt lợn từ châu Âu về Việt Nam cho biết, hàng nhập khẩu về đây được kiểm nghiệm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và được bảo quản ở nhiệt độ âm 18 độ C. Và khi các hệ thống bán online nhập hàng về bán, nếu không đảm bảo yêu cầu này thì chất lượng sản phẩm thịt cũng giảm sút. Ra nếu như cái này mà không bảo quản được thì chắc chắn là nó sẽ gây ảnh hưởng chất lượng và bản thân người ta sẽ là người chịu thiệt. Đấy, bản thân người bán hàng đấy là người ta sẽ chung là người chịu thiệt. Theo nhiều chuyên gia về thị trường, việc giá bán chênh lệch trên các trang mạng online là do thị trường này chưa bị đánh thuế kinh doanh. Trong khi các siêu thị muốn đưa sản phẩm vào kinh doanh thì phải chịu chi phí 10% VAT. Điều này lý giải cho việc chênh lệch giá hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc người tiêu dùng mua trên hệ thống online khó kiểm chứng về nguồn gốc và chất lượng những mặt hàng này trong quá trình mua bán. Tôi cũng xin được chia sẻ thêm với ông Phú cũng như anh Cường. Tôi cũng là một người mà rất là hay mua hàng online. Tuy nhiên là đối với mặt hàng thịt thì đúng như tôi vừa chia sẻ là cái sự loạn giá đã khiến cho tôi không biết là nơi nào mới là cái nơi đảm bảo chất lượng để mình có thể mua về để tiêu dùng. Nên là tôi cũng không lựa chọn. Tuy nhiên là với cái đặc tính là tiện lợi, tiện dụng nên là cũng rất là nhiều người tiêu dùng đã chọn kênh online để có thể mua về tiêu dùng. Và đặc biệt là hiện nay việc mua bán online thì chưa được tính thuế. Nên là có thể là cái sự quản lý của nó cũng không chưa được chặt chẽ. Nên có phải đây cũng là một cái lý do dẫn đến là nhiều người tiêu dùng có đang hoài nghi về chất lượng của thịt lợn nhập khẩu hay không ạ? Bán online hiện nay là rất nhiều cái nhà nước không thu được thuế. Cái thứ hai là không kiểm soát được chất lượng. Kể cả những hàng bách hóa tiêu dùng, nước hoa, rồi quần áo chị em các thứ, son phấn, mỹ phẩm, thực phẩm, sữa, về gọi là hàng xách tay vân vân. Và không có bài bản như là một cái hệ thống hậu cần logistics rất đảm bảo tiêu chuẩn của nó. Để từ đó xuất nguồn đi bán ra bán lẻ cho người tiêu dùng.
Cho nên tôi xin nói là các cơ quan quản lý nhà nước phải đi sâu vào vấn đề thịt lợn online cũng như mặt hàng khác hiện nay, thuế, chất lượng hàng hóa để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Chúng ta cũng biết một cái thực trạng là hiện nay giá thành thịt lợn trong nước thì cũng rất là cao, và điều này thì một phần là do cái giá thành để mà sản xuất ra những con lợn đó nó đã rơi vào khoảng 55 cho đến 60 nghìn đồng để có thể sản xuất ra được một cân thịt lợn. Vậy tại sao thịt lợn nhập khẩu lại có giá rẻ như vậy? Cái năng suất lao động của họ rất cao. 5 người có thể nuôi 5.000 con lợn, nhưng mình có khi hàng trăm người. Cái thứ hai ấy, tức là thức ăn chăn nuôi, các đầu vào của chăn nuôi lợn cũng rất rẻ. Bên Mỹ thì bạn biết rồi, ngô rồi đậu tương là rất nhiều. Còn đang phải xuất đi Trung Quốc và các nước rồi mà. Cái thứ ba tức là cái hệ thống logistics người ta là rất là nhẹ gọn và chi phí thấp. Hôm nọ thì VCI có công bố một cái mà rất là buồn cười là một cái mặt hàng mà chuyển từ Ecuador về Việt Nam chi phí logistics còn rẻ hơn từ Sài Gòn ra Hà Nội. Thế thôi, thịt lợn thế thôi. Rồi các hệ thống về đồng bộ của nó, từ kho lạnh, từ trang trại giết mổ kho lạnh đến ấy, người ta làm rất nhanh, chi phí thấp. Tập đoàn Walmart người ta nói là vận chuyển hàng hóa với chi phí ma sát bằng không. Cái đó ta làm rồi. Mình thì cồng kềnh kém hiệu lực, thịt lợn chúng ta sẽ không cạnh tranh được với thịt lợn nhập khẩu. Chúng ta có thể tóm gọn trong cái cụm từ đó chính là họ chăn nuôi theo một cái hình thức chuyên môn quá, rất là cao. Chuyên môn hóa, chuyên nghiệp. Dạ, quá chuyên nghiệp, và từ đó là cái giá thịt lợn nó có thể là kéo giảm xuống rất là nhiều và tạo được cái sức cạnh tranh không chỉ là ở thị trường trong nước, mà khi mà đặt lên một quốc gia thứ ba nó vẫn có thể cạnh tranh được chính với cái loại thịt bản địa ở khu vực đó luôn. Ở mà cái quốc gia đó luôn. Thịt ở Warsawa hiện nay bằng giá 50% của Hà Nội. Ba Lan. Tôi biết. Thế thì như thế rõ ràng rất gay rồi. Thêm phí thuế nhập khẩu, rồi đây thuế nhập khẩu bằng không nữa. Thì lại càng rất nguy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cần phải nói thêm như thế này là hơn 10 năm trở về trước, có lẽ là mọi người ít ai nghĩ đến cái việc là chúng ta lựa chọn mua thịt lợn nhập khẩu, đúng không ạ? Và mặt hàng này thì cũng ít xuất hiện trên thị trường lắm. Thế nhưng thời gian gần đây, với đủ các nguyên nhân chủ quan có, khách quan có, thịt lợn nhập khẩu đã và đang có mặt trong nhiều bữa cơm của người Việt. Và cũng chỉ vài năm trước thôi, chẳng mấy người bán hàng online nào rao bán thịt lợn nhập khẩu cả. Thế nhưng nay thì khác, mặt hàng này được bán khá nhiều với đủ loại giá, thậm chí là rẻ hơn rất rất nhiều so với thịt tươi trong nước và cả loại thịt nhập khẩu trong các siêu thị bày bán hay là những cửa hàng thực phẩm lớn và có uy tín nữa. Vâng, tuy là chúng ta cũng không thể khẳng định được là cái việc mua thịt lợn nhập khẩu theo hình thức bán hàng online là loại thịt có chất lượng kém, tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể nào mà có thể kiểm chứng được chất lượng của thịt nhập khẩu, bởi vì là không biết là chúng nhập khẩu từ đâu này, thời hạn sử dụng là bao nhiêu lâu, hay là quá trình vận chuyển, quá trình bảo quản nó có xảy ra những cái vấn đề gì hay có đúng quy định hay không. Do đó mà để đảm bảo chất lượng thì lời khuyên dành cho người tiêu dùng vẫn là nên lựa chọn những cơ sở uy tín để có thể tránh mua phải hàng kém chất lượng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Vinh Phú trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông, và tôi hy vọng rằng là qua chương trình này thì người tiêu dùng của chúng ta đã tìm ra được cái lời giải cho cái câu chuyện là tại sao thịt lợn nhập khẩu lại có giá rẻ như vậy, và chúng ta làm như thế nào để lựa chọn được những cái sản phẩm thịt lợn này thật là an toàn. Một lần nữa xin được cảm ơn ông rất nhiều với phần chia sẻ của ông.